Sáng 14 tháng 6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã quán triệt kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 và kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy, lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo chiều hướng tăng cường thế trận lòng dân, chủ động kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương, các đơn vị báo chí, công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương, các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, kết quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cùng với đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm, nhất là trên không gian mạng, để nâng cao cảnh giác cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân.